lên Petron thì mình bóp nè. Đừng đừng mấy cái con kìa. Lấy nó đen hơn mặt trời ạ. Sao? Lấy Petron nó đỏ lấy cái này lấy cái này đen hơn mặt trời. Đó. Hả? Rõ không vậy? Đó, đi rõ sao nên đi thấy đây. Sao nó có trái vậy ta? Nhìn nó có trái vậy ta? Chú biết táo gì nữa? Chú táo gì? Táo có dừa hấu. Bây giờ như chanh hả? Xiết đông hoa 220 ca hả? Ừ. 4 cái 103 150 hả? Đúng không? Em mua Phú Yên nha. Phú Yên ạ. À. Hôm đem like coi dép nha mọi người, dép rồi nha. Hôm đem like coi dép rồi nè. Dép ba mũ rồi nha. Dép ba mũ rồi khách ơi. Tổng giá 100k ba cái hết nha. Tính 30k. Chị ba đi mọi người chị ba đi đông đông đi. Chị xe cây nha. Đây. Size 34. Một đôi dưa hấu này thôi ạ. À. Một đôi size dưa hấu này. Giúp tôi size chơi biết gì mà size bao nhiêu ạ? À? Chị mang sao bao nhiêu chị ơi? Mẹ. Chị
kiểu vòng là sai bao nhiêu? Mẹ. Để chơi với bạn ơi. Sao 21 em hết rồi chị? Sao 21 em hết rồi, biết chị bao nhiêu tuổi vậy chị ơi? Bao nhiêu tuổi vậy? Đây. Dưa hấu em còn một đôi này. Còn một đôi này size 34 này. Dưa hấu còn size 34 này. Thanh long này. Thanh long em còn size 34 này. 32 này. Long còn 34 và 32 thôi nha. Chuối này. Chuối này còn từ size 32 đến 35 này. Cam này còn 13 là 35 nha. Thì nó không nghe ông ơi. Con cái này nhỏ, lát cái đâu gì chuối nữa. Gì? Lát cái mình chị em thỏ nha. Thỏ này còn một cái này. Thỏ hồng đẹp. Cái này thỏ hồng nha. Thỏ hồng. Thỏ hồng này còn 5 tháng đến 1 tuổi nha, còn hai màu này. Thỏ hồng này có hồng nhạt và hồng đậm nha. Hồng nhạt và hồng đậm này. Thỏ hồng kìa màu cho em này. Thỏ hồng kìa màu cho em nha. Mẹ ơi, nhìn chân con nè. Mèo. Mèo nha, 5 tháng đến 2 tuổi này, 3 tuổi này. 5 tháng đến 3 tuổi nha, không mình chị em mèo ạ. Mèo là con đỏ này. Cam này. Đỏ, cam, vàng. Xanh cô ban. Và xanh mộc nha. 5 tháng đến 2 tuổi nha, không mình mèo chị em này. Mèo kìa màu này, xanh cô ban này. Vàng này. Cam này. Đỏ này. Xanh mộc này. Cười nha. Mặt cười này 5 tháng đến 2 tuổi này. 5 tháng đến 2 tuổi không anh chị mặt cười nha. Cười ạ.
này. Chào chị Trương Thu Thảo nha. C 1 đến 3 túi nha mọi người, 1 đến 3 túi này. Không. À, có đó màu cam với mây ạ. Mây này. Hello, đó màu cam với đây. Hello hay sao? Hai. Đây, comment chị em C này có màu kem này. Đó này. Đó, C có kem, đó xanh. Xanh lá, xanh nước biếng này. Cam này. 1 đến 3 túi nha, comment C kem màu cho em này. C kem màu cho em nha. Oliver nha. Màu hồng mà ông mặt trời chị. Màu hồng. Trời. Màu hồng nè chị. Này con thỏ chị ơi. Hồng thỏ. Chị Thu Thảo ơi, chị Trương Thảo cho đất ấy thì không mình chị em thỏ đi ạ, 5 tháng đến 1 tuổi này. Không mình chị em thỏ nha. Nó biết 10 tháng rồi được không em? Được chị ơi. Được nha, 5 tháng đến 1 tuổi này Bibi Yến Ngọc ơi. Được nha. Doraemon 5 tháng đến 3 tuổi này. Doraemon kia màu gì nha. Doraemon này em có xám này. Em màu lông chuột này. Xám này. Và hồng nha. Doraemon kia màu cho em hồng, xám và lông chuột này. Hồng nha. Hồng thỏ này. Hồng thỏ. Còn một xí ai còn một xí nữa đây hả chị? Chị đưa tháo ơi, vậy còn đây đúng không ạ? Ok ok cho em đi ạ. 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Chị đưa không tháo thì ok cho em đi. Màu hồng đậm thôi chị ơi. Con thỏ này có hai màu hồng nhạt và hồng đậm thôi chị ơi. Đây ạ. À. Cái này hồng nhạt và hồng đậm thôi nha. Một màu hai màu thôi. Mặt cười này. 5 tháng đến 2 tuổi nha. Mặt cười này, không bên mặt cười chị em ạ. À. Mặt cười nha, 5 tháng đến 2 tuổi nha. Mày lấy con mấy mẫu thỏ bị bắn trong tuần kìa chị em. Rồi ok chị Trương Thu Thảo này. Trương Thảo lấy mèo này, thôi lộn lấy hồng, thảo hồng này. Kỷ đó nha, 5 tháng đến 1 tuổi này. Không mình chị em thỏ này, thỏ kỷ đó nha. Không mình thỏ kỷ đỏ chị em ạ. Thỏ kỷ đỏ chị em ạ. Rồi ok, màu hồng đậm. Hồng đậm của chị Bibi với Ngọc này. Bibi với Ngọc này. Chuột nha, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Chuột nha, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi. Chuột kèm màu cho em này. Chuột em có màu đen và đỏ nha. Đen và đỏ ạ, à. 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha. Đen đỏ này, chuột kèm màu cho em này. Chuột kèm màu nha. Thỏ sao nha. Quái và Kaki chị ơi. Kaki nha. Cho con mẫu bí gái 10 tháng. Màu vàng em ơi. Trương Thu Thảo vàng. Vàng nào vậy chị? Trương Thảo lấy cái vàng nào vậy? Đây nha. Cái này là thỏ này, thỏ sao nha, thỏ sao này. Thỏ sao này 5 tháng đến 2 tuổi này. Bí văn được nha. Không mình chị em thỏ sao kem màu này. Thỏ sao này em có màu à? Xanh lá này. Đỏ này. Và cam này. Thỏ sao kem màu chị em. Trương Thu Thảo ơi, lấy cái màu vàng nào vậy? Trương Thảo vàng này hả chị? Trương Thu Thảo ơi, cái này màu này mã Barbie này. Cái này 7 tháng đến 3 tuổi nha. Happy. Happy nha mọi người. Happy được một màu vàng thôi. Happy nha. Ừ.
Mèo nhổ nha. Màu vàng phía trước. Màu vàng phía trước là cái mẫu nào vậy chị? Chị có thấy màu vàng nào vậy? Mèo nhổ này. 5 tháng đến 3 tuổi nha. Con mình chị em mèo nhổ này. Mèo đang có màu xanh 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 mật này. Đỏ này. Cam này. Vàng này. Xanh coban này. Chị ơi chị lấy một vàng nào. Nơ nha. Mẫu này có nơ trên đầu này. 5 tháng đến 1 tuổi này. 5 tháng đến 1 tuổi nha. Thôi mình cho em nơ đi ạ. Nơ kia màu này. Nơ này em có màu kẻ xanh này. Kẻ xanh mật này. Kẻ đỏ này. Kẻ xanh nước biển nha. Này có hình thêu này mọi người. Thêu này. Nơ đó chị BB với Ngọc này. Mickey nha. Mickey tai này. Mickey tai này 5 tháng đến 2 tuổi nha. Có màu hồng và màu đỏ mặn ạ. Màu hồng này. Đỏ mặn nha. Hai màu ạ. Không bằng chị Mickey này. Mickey tai kia màu này. 5 tháng đến 2 tuổi nha. Mickey tai hồng và đá mặn này, hồng và đá mặn nha. Thấy Lâm Hân kìa, cho xin địa chỉ đi. Chị Lâm Hân thấy chị ơi, chị Lâm Hân ơi, chị cho em địa chỉ đi, hôm nãy đơn chị đúng rồi mà. Chị Lâm Hân không ăn gì vậy chị? Thấy không anh chị nha. Chị Lâm Hân ơi, lúc nãy chị đủ đơn là chị chưa em này chị đó. 5 tháng đến 1 tuổi này. Mình có một màu gì đó không ta? Không anh chị em gấu nha. 5 tháng đến 1 tuổi này không anh chị em gấu này. Gấu nha. Còn một cây gấu nữa thôi. Mặt cười này. Mặt cùi này 5 tháng đến 2 tuổi nha. Mặt cùi ạ. Không phải chơi mặt cùi 5 tháng đến 2 tuổi nha. Mặt cùi này. Mèo. Mèo hồng nha. 5 tháng đến 2 tuổi luôn này. Không phải chơi mèo hồng này. Xem bài đi mọi người. Ai xem bài, xem bài giúp em đi. Nón trái cây người lớn nha. Ai trái cây người lớn nha mọi người. Cái này có thể đổi gia đình hoặc là đội đôi bạn đội cặp vẫn được ạ. À. Mèo hồng của BB với Ngọc này. Con trái cây người lớn nè, cây thể đội cho chơi bố mẹ hoặc là đội cho cặp vẫn được này. Vi Ngọc cái địa chỉ đó. Ngọc đâu đó gì mà chị Ngọc ơi. Con trái cây cắm dưa hấu này, chuối này, và táo nha. Mèo nha. Cái mèo này à. Ô cái chị BB Ngọc này. Mèo này 1 đến 4 tuổi nha, 1 đến 4 tuổi này. Không anh chị em mèo nha. Mèo 1 đến 4 tuổi này. Có màu xanh, đỏ và hồng nha. 1 đến 4 tuổi này, xanh đỏ hồng này. Không anh mèo chị em kia màu ạ, à. Mèo kia màu cho em nha. À tôi xem thì cứ comment nha mọi người tôi xem thì comment đi ạ. À. Yeah.
Hiệp Nghĩa. Chị Hiệp Nghĩa ơi, chị không anh, chị em không thấy chị không anh của chị. Ông không anh rồi mọi người. Chị Hiệp Nghĩa ai, ai em không thấy không anh thì mọi người không anh lại đi. Mọi người chia sẻ bài giúp em đi. Tương tác nha. Mọi người không tương tác, mọi người nhiều khi không anh đã bị ấn á. Trương Thu Thảo có một khác không chị? Trương Thảo cái mẫu nào vậy chị Trương Thảo ơi? Trương Thu Thảo thôi cái mẫu nào vậy? Trương Thu Thảo, Thu Thảo mèo hồng không có màu khác chị ơi, chị lấy mèo hồng đúng không? Chị lấy mèo hồng chỉ có một màu thôi. Yến Ngọc chọn ba cái gì vậy? Yến Ngọc chị chọn một cái mèo hồng này, một cái thỏ hồng với một cái như dây này màu đỏ nha, một cái này màu đỏ này. Cho em xem mũ đỏ có tai thỏ đi chị. Cái này hả chị? Tai thỏ tai đỏ đúng không? Đúng không ạ? Mẫu đó có tay thỏ đây đúng không chị ơi? Chị Hiệp Nghĩa phải mẫu này không ạ? À? Mèo coi cầm đó. Mèo mới cầm mẫu, mèo nếu con một cái một màu thôi chị ơi. Tôi chỉ tháo một mẹ được màu này con một màu thôi ạ. À. Còn màu màu hồng thôi, chị lấy thì không mình xin mèo hồng đi. Có một màu thôi. Small này. Màu rất là đẹp luôn. Hiệp Nghĩa không phải mẫu. Cái mũ nào ta? Xem mũ đó có tay thỏ. Mũ đó có tay... À cái này hả chị? Phải cái này không? Cái này hả chị? Đây là cái mũ thỏ tay thỏ đó này. Cái này à? Hiệp Nghĩa cái này đúng không chị Hiệp Nghĩa? Mũ đó có tay và mặt cười. À mũ đó có tay mặt cười đây. Đây ạ, à, mặt cười này. Chị lấy cái mẫu này đúng không chị Hiệp Nghĩa ơi? Mẫu này 5 tháng đến 3 tuổi này. Cho em đổi lại thỏ hồng thành thỏ đó nha chị. Bên bên ạ. Thỏ đó. Thỏ đó nào mà chị ơi? Chị Bên Bên Ngọc ơi, chị lấy thỏ đó nào ạ? À? Thỏ đó mẫu nào, mẫu tròn hay mẫu nào? Mèo hồng ba màu lấy không? Mèo hồng ba màu lấy không? Cái này đúng không? Trương Thu Thảo. Trương Thu Thảo này. Chị Bi Yến Ngọc ơi, chị lấy cái giờ, bây giờ chị đổi cái 6 ký 5 tháng vừa nha chị. Vừa nha. Bi Bi Yến Ngọc ơi, chị đổi cái nào ạ? Đó. Đó. Sắp đó em. Sắp đỏ đó, sắp hồng. Em đón lại mũ thỏ hồng thành thỏ đỏ nha. Thỏ hồng thành thỏ đỏ. Thỏ hồng thành thỏ đỏ là cái mẫu này mà bí ngọc. Cái thỏ hồng này có một màu hồng thôi mà. Rồi, Hiệp Nghĩa lấy cái này. Sọc đỏ rất là đẹp. Cái này đúng không? Cái này không, mình cho em mã 1 đi ạ. À. Mã 1 mọi người xem em chắc là rất là đẹp luôn. Mã 1 nè. Mã 1 em có màu hồng này. Đen này. Màu xám này. Tím này. Tím này. À, cái này caro màu gì cũng không biết nữa. Ôi xem gần là chắc vai rất là đẹp luôn này. Và đen này. Hồng này. Có mẫu lớn chỉ có một cái cây này thôi chị ơi. Mẫu lớn có một cái cây này thôi. Rồi ok chị Hiệp Nghĩa ạ. À. Đây nha, mẫu người lớn này. Chúng tôi đến mẫu lớn này, cái mẫu dưa hấu này, chuối này và táo này. Và cái cây như vậy. Gucci nha. Gucci này 3 đến 6 tuổi này. Còn anh chị em Gucci kèm màu ạ. À. Gucci 3 đến 6 tuổi, Gucci em có trắng và đen này. Gucci kèm màu này.
New York nha. New York. Ba đến 6 tuổi luôn này. Em xả ba cái cô chị hết đi, chị chọn lại. Rồi cái gì chọn lại nha. New York này. Có một trò người lớn không? Có á, một trò người lớn còn hai chiếc này thôi. Trò người lớn còn hai chiếc này. Còn hai chiếc táo và dưa hấu này. Mọi người có thể mua đôi vẫn được, mua cho bố mẹ vẫn được. Đây. Một cặp này mọi người có thể mua cho bố hoặc mẹ rồi chung này. Một cặp này nha. Dưa hấu này cái mẫu này màu hồng với cái mẫu màu đỏ này. Nói chung vẫn được này. Thỏ hồng. Thỏ hồng này hồi nãy chị có rồi mà. Chị biết là hồi nãy chị có cái mẫu thỏ hồng này rồi. New York nha. New York này có màu à kẻ xám này. Cái này sọc xám luôn này. Đen này. Không phải, dạ thơ không nào vậy chị? Chị ơi, chị đấy cái thơ không nào? Chị Bi với Ngọc ơi, chị đấy thơ không nào? Cái này mèo chứ không phải thỏ nha, cái bảo là mèo. Đây là mèo. Mẫu nó kết. Mẫu nó kết thỏ. Thỏ không? Thỏ không kết thỏ không nữa chị? Cái này là con hùng hồng. Cái này chỉ mèo mà nó phải thỏ đâu. Cái này hồi nãy chị có chứ. Có cái mèo đó. Tại sao chị Ngọc ơi, chị lấy cái gì em không hiểu luôn. Cái này mình đổi cái này nữa. Không sao đâu, chị lấy lại. Đó. Chị lấy lại đẹp khác. À, chị lấy mèo này phải không chị? Phải mèo này không? Mèo nhũ này không? Mèo nhũ này à? Mèo học em đang cầm. Mèo học đang cầm mèo này hả? Em không biết cái này luôn á chị. Mèo học này thật đúng không? Cái này thì không, bên hồng caro cho em đi. Cái này thì mèo nhũ đi. Xả ra cái vậy luôn. Còn cái này thì mèo quần tròn đi. Ok là cái này đúng không chị? Là chị có cái đó mà. Hồng caro. Rồi ok, hồng caro. Màu xanh lá cây chút em coi. Xanh lá cây. Màu xanh lá cây này. Đó mèo tròn. Đó mèo tròn. Rồi ok chị, đó mèo tròn này. Màu xanh lá cây, chú em có màu xanh lá cây, cái mẫu nào đâu chị ơi? Mẫu nào xanh lá cây đâu vậy? Cái mẫu đó thôi, hồng nơ đi hả chị? 24 tuổi nha. Hồng nơ này 24 tuổi, nơ kim tuyến này. Nơ kim tuyến này còn màu xanh này, xanh xanh da trời, màu hồng và màu cam nữa nha. Rồi hai cái rồi. Chị chọn thêm một cái là chị Yến Ngọc ơi. Đó mèo tròn hồng caro. Đó mèo tròn hồng caro. Gì nữa? Chuột nha. Chuột này 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Comment chị em chuột ạ. Chuột này có màu đỏ và đen này. Chuột có đỏ và đen nha. Comment chuột kèm màu chị em này. Chuột kèm màu ạ. Một viên chuột thu nguyễn một viên chuột này mẫu cái này mẫu hình con cá nha, con cá này, cái này 5 tháng đến 2 tuổi nha. Không mà chị em cá đi, cá này có màu cam này, cam vàng xanh đỏ hồng. Một đen chuột với một chuột đỏ. Với cái nón con gấu em còn một cái đó. À con gấu còn một cái đúng không chị? Đúng không chị Bi Ngọc ơi, rất ok cho em. Với chuột đỏ, đen chuột với chuột đỏ.
đen chuột chuột đó chuột chỉ có mẫu này thôi chị. Chị đã hai cá đen màu đỏ đúng không chị Thu Nguyễn ơi? Đồ ok với Ngọc lấy cái mẫu này. Chị Thu Nguyễn lấy cái mẫu này đen màu đỏ đúng không chị? Thỏ này 5 tháng đến 1 tuổi này. Rồi ok chị nha. Yến Ngọc nha, inbox cho em về chị nha. Thỏ này 5 tháng đến 1 tuổi này. Rồi ok Thu Nguyễn lấy cái màu đỏ rồi này. Tai thỏ nha, tai thỏ này còn một cái kỹ đó nè, không mình chị em kỹ đó đi ạ, à. Kỹ đó nha. Ok chị Yến Ngọc này. Adidas nha, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Adidas nha, lấy em thỏ kìa đó rồi. Ok chị Thu Nguyễn kìa đó luôn này. Adidas nha, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Adidas kia màu chị em này, màu xanh nước biển này. Vàng này. Và xanh mực nha. Adidas kia màu chị em. Ok Thu Nguyễn kia mình chỉ cho em đi ạ. À. Kia mình chỉ cho em. Mickey tai này. 5 tháng đến 2 tuổi nha. Mickey tai này có màu hồng và màu đá mặn nha. Hồng và đá mặn nè. Mickey tai kem màu cho em nè. Mẹ ơi, đôi màu hồng hồi nãy đâu? Ủa, hồi tắt nó hả nhỉ? Cái đó hả? Đôi màu hồng hồi nãy đâu? Mà đỏ gì hết hả? Đỏ rồi. Đó, đúng rồi. Đôi màu hồng hồi nãy đây. Cái nó vậy? Có rồi đúng không? Được rồi. Cái đoàn đang lấy cái kia đó, đó nó. Để nó không đang quay chân đâu rồi đâu. Con trai không có nó mình đâu chị ơi, không có nó mình con trai à. Nó đâu rồi. Thấy gì Trang Nguyễn nha. Thấy Trang Nguyễn à. Thỏ này, thỏ sao nha, thỏ sao 5 tháng đến 2 tuổi này, con mình chị em thỏ sao này, thỏ sao này em có cam này, đỏ này, và xanh nha, thỏ sao 5 tháng đến 2 tuổi nha, con mình chị em thỏ sao kem màu này. Không có nó lướt trước chị ơi. Lướt không có. Pokemon. Pokemon nha, 10 tháng đến 2 tuổi này. Pokemon hip hop nha. Sao lá cây. Sao lá cây. Ai thả sao lá cây đúng không ạ? À? Thu Nguyễn này. Pokemon hip hop nha, 10 tháng đến 2 tuổi này. Pokemon em có hai màu vàng và xanh nè. À. Vàng và xanh nha. Không nghĩ cho em được trí nha chị ơi, đủ đơn rồi nha. C nha. C này 1 đến 3 tuổi này. C này em có màu cam này. Ok chị ạ, à. Cam. Xanh nước biển này. Xanh lá này. Đó này. Và kem nha. Kem xanh lá, xanh nước biển. Và đó nha. Cô là đơn hiệp nghĩa chị. Trời ơi, đưa con đi đơn hiệp nghĩa. Nghĩa có đâu cô ơi. Mình đưa ba đợi được ba cái mà. Ba cái. Ba. Chị mới một cái Hiệp Nghĩa ơi. Ôi có báo mịch chưa? Thôi lại.
ô tô đỏ không, đủ đâu phải bỏ mà. Ô tô đỏ của chị Thu Nguyễn này, Hiệp Nguyễn chị mới có một cái thôi mà, phải không? Chưa, chưa bỏ đâu. Nó còn ngoài. Em gái chị chọn mới có một cái mặt cùi thôi. Hôm trước em có ba cái. Hôm trước là hôm nào chờ em ship đi rồi, đơn em không có giữ đơn đâu, em đi trong ngày luôn. Em vừa la xong em ship đi liền, em không giữ đơn đâu. Hôm trước là em không nhớ đó chị ơi. Làm mất kiếm. Cô nghĩa mấy cái hả? Thu Nguyễn 5 cái rồi nha chị, Thu Nguyễn 5 cái rồi. Rồi chọn lại nha chị. Xem nó Pokemon chị. Coi cái Minion này chị. Pokemon đây à. Đợi cho một xíu nha. Pokemon Hip Hop này, 10 tháng đến 2 tuổi Pokemon này. Cả hai màu xanh và vàng này. Đơn chị gửi rồi nha chị ơi. Gửi rồi. Minion này à, 1 đến 4 tuổi nha. Minion này. Nhịp nghe ngôn ngữ với song công chị ta. Chị đọc sao có thể con chứ. Em không nhớ rồi, em xem lại, còn em kiểm tra lại cho chị em nhớ, em không nhớ ạ. 5 tháng đến 2 tuổi nha. 5 tháng đến 2 tuổi này không, anh chị em cute này. Mẫu cute nha, cute này có một màu thôi. Cute nha, 5 tháng đến 2 tuổi này. Hiệp Nguyễn. Đây chắc đâu chị em xá rồi đó chị ơi, chắc xá rồi. Xem Lucy. Lucy đây à. Giúp đây ca, em con xá lớn thôi nha chị, giúp đây ca chỉ con xá lớn thôi, nó xá bí rồi. Đây Lucy 3 đến 6 tuổi đây. À chắc đâu chị Hiệp Nguyễn xá rồi hay sao đó. Lucy nha. Phu xì 2 đến 3 đến 6 tuổi đây. Phu xì kèm màu cho em. Đơn mà em biểu chị inbox em để em gửi địa chỉ cho em. Sao? Chị bấm cho cô thử coi Hiệp Nghĩa một inbox không? Em không nhớ chị Hiệp Nghĩa ơi, xíu kiểm tra lại. Tại vì em nhiều khách lắm không nhớ được ạ. Xíu kiểm tra lại rồi em trả lời chị nha. Dạ rồi ạ, chọn lại nha chị. Phu xì này. Phu xì kèm màu cho em ạ. Phu xì này đeo hoa trắng này. Giúp 100k ba đôi luôn ạ. Giúp 100k ba đôi luôn nha. Giúp em nhìn chỉ còn size lớn thôi Phát ơi. Chỉ còn size từ 33 đến 35 thôi. 33 đến 35 thôi ạ. Đây 33 đến 35 này. 25 này. Cam này. Cam nha. Dưa hấu này, chuối này, này dẹp đúc nha mọi người, bên này là dẹp đúc nha, đúc thái nha, rất là cứng luôn. New York này. 4 đến 7 tuổi nha, 4 đến 7 tuổi ạ. Con mình chị em New York, New York này có đen này. Kẻ này. Một túi không có, cho một túi hết rồi. Có mũ màu hồng Hello Kitty cho bé gái 15 kg không chị? Có chị Đàm Dương ơi, biết bao nhiêu tuổi vậy ạ? Người tham ơi, chị đã được cam tham bao nhiêu? Hết về rồi chơi hàng, chị cây hết về rồi. Không còn hàng rồi về nữa. Ai New York này em có màu à? Hôm nay
Có một vành chấm bi không chị? Không có vành chấm bi chị ơi. Không có vành chấm bi à? Còn 4 tuổi 15 ký. Còn 4 tuổi 15 ký. Hello Kitty có nha chị ơi. Hello Kitty rất là nhiều luôn. Mày bây giờ hàng nó nhiều quá chị ơi, bây giờ không tìm không ra thì lấy cái mẫu khác được không? Lấy Elsa này được không? City Hòm, chị Hòa là 5k nha chị ơi. Chị lấy cái mẫu Elsa được không chị? Coi mẫu hoành hồng đi chị. Nói đi còn cái. Con nghĩa hoành hồng. Bàn hồng này hả chị? Thó này à? Bàn hồng thó này à? Cái này 5 tháng này. 5 tháng đến 1 tuổi này. 5 tháng đến 1 tuổi không mình dì em thó này. Không mình thó 5 tháng đến 1 tuổi nha. 5 tháng đến 1 tuổi à? Thu Nghĩa có cái gì vậy? Đây 5 tháng đến 1 tuổi này, cái mẫu này 6 tháng mua này chị Thu Nghĩa. Mới 6 tháng à? Một bé trai một tuổi mẫu hello chị không lấy à? Bé trai một tuổi hello này, mèo này, 5 tháng đến 3 tuổi này, thỏ đi, Thu Nghĩa thỏ đi lấy mẫu này, à rồi ok chị Thu Nghĩa lấy thỏ này, Hiệp Nghĩa thì lấy mẫu đó là mẫu nào vậy chị Hiệp Nghĩa ơi, mẫu đó là mẫu nào? Rồi ok đó không đậm rồi nha, chị không đậm rồi, mèo này 1 đến 3 tuổi này, không anh chị em mèo kia màu này, xanh coban này. Vàng này, cam này, đỏ này, xanh mực này. 5 tháng đến 1, 3 tuổi nha, coi mèo kìa màu chị em ạ, à. Mèo kìa màu. Rồi ok, chị đã cái mắt không đậm rồi mà đấy, chị không đậm rồi. Để không nghĩa máy mà, Hiệp Nghĩa không đậm. Không có nhau. Hiệp Nghĩa, chị lấy cái hông chị ơi, Hiệp Nghĩa em còn một cái màu à. Một cái màu thỏ nhạt này thôi à. Thở nhạc này thôi chị. Ừ lấy cái đó. Tí kiếm ra Hello Kitty để mình luôn nghe. Rồi ok chị ạ à, lấy cái em xa hồng này. Hello Kitty em nhớ con mà em đã ra mục tiêu rồi. Hồng đậm tròn hết rồi chị ơi. Chỉ còn cái hồng nhạc thôi. Thu Nghĩa là 6 cái chứ chị. Ôi năm tháng đến 1 tuổi rưỡi nha. Cái mẫu này trai gái rất là được này. Trai gái được hết nha, lấy thì không mình nơ cho em ạ à. Nơ thì em có kẻ đỏ nè. Nơ kèm màu cho em, kẻ đỏ nè. Xanh, kẻ xanh nước biển này. Và kẻ đen nha. 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha. Cái mẫu mình trai gái thì được hết nha các ơi. Đầu Dương chọn một cái rồi đi à. Đầu Dương
Đào dương em sa hồng. Rồi ok, chị đào dương em sa hồng và cái tí hồng rồi nha. Chị chỉ chọn thêm một cái nữa. Mèo hồng. Mèo hồng này, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi nha. Không anh chị em mèo hồng này. Mèo hồng nha, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Hai đến 4 tuổi nha. Hai đến 4 tuổi không anh chị em nơ kim tuyến này. Nơ kim tuyến này có màu xanh lá. Xanh lá này, cam này. Xanh nước biển này. Đây nha. Nơ kim tuyến này 2 đến 6, 2 đến 4 tuổi này. Màu thỏ này. Mèo hồng luôn nha. Ok, thu nhỏ mèo hồng này. Chị lấy Hello Kitty xanh cô lại đi. Đây Hello Kitty xanh đây ạ. À. Xanh đây chị ơi. Thỏ này, cái mẫu là trai gái đi được hết nha. Mẫu thỏ này bị vành này. 5 tháng đến 2 tuổi nha. Thỏ sao? Sắp cái tay chị mấy tuổi vừa. Sắp cái tay em là mẫu nào vậy chị? Thỏ này, thỏ sao này có màu đỏ và màu cam này. Không, mình thỏ sao kia màu cho em này. Thỏ sao kia màu nha. Mickey tay. Có 1 năm tuổi rồi. Không. 5 tuổi trai hay gái với chị Kim Thấp Kim Đoàn ơi. Trai hay gái à? Mickey tai nha, 5 tháng đến 2 tuổi này. Mickey tai kèm màu cho em có màu hồng và màu mận này. Đào dương cái ok, đào dương lắc cái tia xanh này. Đào dương cái tia xanh đúng không chị? Sọc còn ai đi đáp. À, đây chị ơi. Thỏ màu đỏ 5 tháng. Ok, thỏ màu đỏ 5 tháng của Hiệp Nguyễn này. Đây chị Công Hội. Công Hội ơi, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Không mình cho em nơ đi. Nơ này em có kẻ đen, kẻ xanh da trời và kẻ đỏ này. Chuột. Chuột này 5 tháng đến đến 1 tuổi này. Chuột có một màu đen thôi à. Nơ Công Hội ơi, nơ kem màu cho em đi Công Hội. Dép biết chị đào nghiệm biết chị mang size bao nhiêu mà chị ơi. Chị đào nghiệm biết chị mang size bao nhiêu ạ? Nơ sọc trắng có bị vành được không chị? Cái vành này nó mềm nha không? Em không biết đi được không? Nó mềm nha. Nhưng mà không biết được, nó không có giữ được đâu ạ. À. Một đến bốn tuổi nha, một đến bốn tuổi này không mình xe nè. Phạm Hiền bé gái bao nhiêu tuổi chị ơi? Xe nha, một đến bốn tuổi này xe này em có màu kem này. Đỏ này. Cam này. Xanh lá này. Và vàng này. Xe kem màu cho em nha. Xe có 5 màu này. Ta xem mẫu khác đi. Không đợi em một xíu nha. Lấy màu xanh vàng caro luôn nha chị. Xanh vàng caro. Ok, xanh vàng caro này. Có chị Thu Nguyễn này. Size 27 em hết rồi chị ơi. Hết size 27 rồi ạ. À. Vậy chị có 1 size size lớn thôi chị ơi. Thì chỉ có size 30, 32, 34 thôi ạ. À. Không còn size 27 đâu chị. Không có mũ có von đâu chị. Mình ra 6 tháng là có nha. Còn một tròn nào không chị? Thì mình chỉ có cái bộ tròn này thôi. Hết bộ tròn rồi. Một yêu xa chị có không? Yêu xa có nha chị. Yêu xa chị đòn, đòn kìm hấn cái đòn này mát tuổi nhỉ. Thấm kim đòn em sai chị má túi chị ơi. Thấm kim đòn. Năm tuổi có nha chị, đây à. Màu trâu em hết rồi. Em sai 5 tuổi này, 47 tuổi này. Em sai hip hop này.
Em sai em hết thì có màu xanh, xanh nhạt, xanh đậm, hồng, cam, đỏ. Sai nhỏ nhất à? Thằng nhóc là size 32 nên thôi, trời ơi 32 là nhà nhóc này. Hũ xanh caro đó 6 tháng vừa không chị? À không vừa trời ơi, cái mẫu này 1 tuổi trở lên 6 tháng em sợ nó hơi rộng á chị. 6 tháng hơi rộng nha, không vừa đâu. Mũ bé gái 5 tháng rồi, ok mũ bé gái 5 tháng dễ thương nè. Đây 5 tháng đến mà đến 2 đến 1 tuổi rưỡi, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này. Có mình cho em cutie đi. Mã cutie nha, cutie có một màu thôi ạ. À. Cutie là một màu thôi. Rồi bỏ cái mèo này đi. Cú tê nè, cú tê một màu thôi nha. Happy nha, 5 tháng đến 2 tuổi nè. Con mình happy cho em nè, 5 tháng đến 2 tuổi à. Đây 5 tháng đến 3 tuổi nha, mẫu là trai gái đi rồi được này. Đây comment chị em mã 2 đi ạ. À. Mã 2 này cái này màu tím này. Comment chị em màu này, tím này. À, xám này. Đen này. Hồng này. Mã 2 kia màu chị em nha. Mã 2 kia màu nha mọi người. Đây ạ, à, 4 màu nha. Thu Nghĩa ơi, mã hai kia màu cho em chị Thu Nghĩa. Mèo nhũ nha, đây mèo nhũ nha mọi người. Mèo có nhũ nè. Đây ạ. À. Mèo nhũ này 5 tháng đến 3 tuổi nha, mèo nhũ này có màu à. Cam nè. Xanh mật nè. Đỏ nè. Vàng nè. Xanh coban nha. Hai đen nha. Mèo mũ kia màu cho em này, em mèo nhũ kia màu cho em ạ. À. Nhũ kia màu cho em nha. Mã hai đen nè. Có chị Thu Nghĩa nè. Xem một bé trai bí văn, bé trai bí văn con ngồi có con này có gì nè, con ngồi cái đấy nhở, ừ, có một cái nè. Mã mơ nha, 1 đến 3 tuổi này, comment chị em mơ này, còn một chiếc mơ nè. 1 đến 3 tuổi nha, comment mơ ạ. À. Ship Nha Trang, ship Nha Trang 30k chị ơi. Nha Trang 30k nha. Ong này, ong này 1 đến 3 tuổi nha. Ong này có màu xanh này. Đó này, và cam nha. Ong kia màu cho em này. Chỉ có mẫu này thôi chị ơi, chỉ phép chỉ có mẫu Pokemon này thôi nha. Một tụi chỉ có mẫu Pokemon nữa thôi à.
xe đạp này, tham khảo đến 2 tuổi nha. Xe đạp này có màu đỏ này, xanh mật này và cam này. Tham khảo đến 1 tuổi nha, phần mình xe đạp kia màu cho em này. Cho em một cái sọc trắng này nha chị. Sọc trắng là cái mẫu nào mà chị ơi? Con người cái mẫu trắng là cái mẫu nào vậy ạ? Mã 39 nha, 5 tháng đến 2 tuổi này. Nô đó chị. À nô sọc đỏ. Ok, nô sọc đỏ này, nô sọc đỏ của chị cơm nguội này. Mã 39 nha, 5 tháng đến 2 tuổi này. Con mình chị em 39 này. Mã 39 nha. 39 kem màu này, 39 này em có màu xanh, vàng và cam này. Xanh vàng và cam nha. À tôi xin rồi không mọi người, em tắt like nha khách ơi, em tắt like nha. Sọc trắng đen chị ơi, sọc trắng đen không sọc đỏ à? Sọc trắng đen. Sọc trắng đen thì cô cho nó cái sọc đỏ đó chị. Adidas này 5 tháng đến 1 tuổi nha, đến 2 tuổi này. Adidas 5 tháng đến 2 tuổi này. Adidas em có màu xanh lục biển này, màu vàng này và xanh mật này. Adidas kèm màu cho em nha. Kèm màu xem mũ vàng. Min ơi này hả chị? Chị thương nghiệm mũ vàng Min ơi này à. Cái vàng nào ạ? À? Một chấm bi với 4 tuổi. Chấm bi 4 tuổi. Chấm bi 4 tuổi này hả chị? Hiệp Nguyễn ơi, chấm bi nơ này đúng không? Chấm bi nơ thu nghiệm mi nơ này hả chị ơi? Chị Minh Nguyễn thu nghiệm mi nơ này đúng rồi, ok cho em đi ạ. Có ship sơ bi nha. Ship sơ bi có ạ. Chị Hiệp Nguyễn ơi, nhìn thấy cái mi nơ kim tiếu đúng không? Cái 2 tuổi đấy ạ, 24 tuổi này. 24 tuổi nha. Không mình nơ kim tuyến cho em đây có màu à. Màu à, cam này, xanh nước biển này và xanh lá này. Hiệp Nguyễn cái màu cho em đi rồi ok chị Thu Nguyễn này, Mr. On này. Thủy này, 5 tháng đến 2 tuổi nha. Thấy màu hồng Hiệp Nguyễn. Ok Hiệp Nguyễn màu hồng này. Khí này thì con mình chị em khí nha. Hiệp Nguyễn đồ đơn nha. Hiệp Nguyễn đồ đơn mình chị Hiệp Nguyễn ơi. Khí nha có màu đỏ và màu cam này. 5 tháng đến 2 tuổi nha, khí kem màu cho em này. Đỏ và cam. Rồi ok chị Hiệp Nguyễn. 16 tháng có nha, 18 tháng có nha, Siro Chan ơi, Siro Chan 16 tháng có nha. Tai thọ sao, cái mẫu trai gái đều được nha. 5 tháng đến 1 đến 2 tuổi này. Con mình chị em thọ sao. Con mình chị em thọ sao này, thọ sao qua cam màu đỏ này, thọ sao kia màu chị em này đó. À, cơm ngồi ai đá sách mật này. Ok, cơm ngồi ai đá sách mật nha, không thấy. Đúng rồi, 3 cái mới ship nha chị ơi, 3 cái mới ship được ạ. À. 2 tuổi có nha, con mình chị em tai thọ này. 5 tháng đến 2 tuổi này. Tai thỏ này có cam và đỏ này. Không mình tai thỏ cái màu cho em này. Mình lấy sao cam. Ok sao cam của Hữu Nghĩa này. Hữu Nghĩa sao cam này.
còn một chiếc Hello 5 tháng đến 2 tuổi luôn này. Hello nhà mẫu hip hop này, 5 tháng đến 2 tuổi không, mình chị em Hello đi ạ. À. Hello nhà 5 tháng đến 2 tuổi, Hello này, còn một chiếc Hello ạ. À. Gấu nha, 5 tháng đến 1 tuổi này, 5 tháng đến 1 tuổi, gấu là một màu hả? Còn một màu hả ta? Không, mình chị em gấu này. Rồi đợi em đăng like này. Chuột nha, 5 tháng đến 1 tuổi rưỡi này, không mình chị em chuột này. Tai bèo. Tai bèo đây ạ. À. Tai bèo này 5 tháng đến 1 tuổi. Tai bèo này có không mình chị em thỏ này, nghe thì không mình thỏ nha. Thỏ này có một màu thôi ạ. À. Gấu thu nhiễu này. Mèo này 1 đến 4 tuổi nha, mèo này 1 đến 4 tuổi này. Mèo này có màu xanh. Xanh và đỏ nha, còn hai cá xanh và đỏ thôi này. Xanh và đỏ này. Mèo kìa màu cho em này. À bị ta không có một quanh chị ơi. Ta không có một quanh tròn. Doraemon. 5 tháng đến 2 tuổi. Bèo xanh hữu nghĩa, bèo xanh này. À cái bèo trai gái thì là được mà đúng không? Trai là được mà. Đây ạ. À. Ship xong câu bao nhiêu chị? Có ship xong bèo bao nhiêu? Có ship xong bèo nhưng mà xong bèo hạt đơn là trên 200 mới được miễn ship chị ơi. Ship bèo 200 mới được miễn ship nha. Doraemon 5 tháng đến 2 tuổi này. Doraemon kìa màu chị em ạ. Doraemon em có đen này. Hồng này. Màu xám này. Và màu lông chuột này. 5 tháng đến 2 tuổi nha. Doraemon kèm màu cho em ạ. À. Mickey tai 5 tháng đến 2 tuổi này. Mickey tai nha. Mickey tai này có màu đá mỏng và màu hồng này. Đá mỏng và hồng nha. Hiệp nghĩa bao nhiêu cái vậy? Hiệp nghĩa đúng đơn rồi nha. 3 cái ship 3. Không miễn ship nha chị ơi. Ship 30k nha, ship tỉnh 20k. Ê chị, hiệp nghĩa xong câu là 20k. Mấy mẫu hiệp hốp xong, cho biết bao nhiêu tuổi chị. Con ngủ hiệp hốp xong là cái mẫu nào mà chị. Chị con ngủ hiệp hốp xong là cái mẫu nào vậy. À cái mẫu xong kia size lớn rồi chị ơi, khoảng 3 tuổi trở lên. 1 đến 3 tuổi này, comment cho em mã mơ này. Mã mơ này còn một cái này, 1 đến 3 tuổi này. Bộ caro trắng bên kia xem. Cái đầu trắng nó size lớn chị ơi. Nhận cái mẫu nó size lớn. 1 đến 3 tuổi nha. Ai đọc 3 đến 6 tuổi nha. 3 đến 6 tuổi gu xì này. Gu xì này có đen và trắng này. Không mình gu xì kìa màu cho em này. Gu xì kìa màu cho em ạ. À. 3 đến 6 tuổi này. Gì? Mã mơ hữu nghĩa này. Hiệu nghĩa đủ đơn nha. Hiệu nghĩa đủ đơn như em được chị Hiệu nghĩa ơi. Hữu nghĩa ơi. New York 3 đến 6 tuổi luôn nè. New York này em có kẻ này, kẻ xám này. Đen này. À, caro kẻ này. Màu lông chuột này. Xám này. New York kia màu cho em nha. New York kia màu này. Người lớn đòi được không? Người lớn đòi được không? Chị con người có mẫu cái gì ta? Chị con người, cái người lớn có mẫu khác mà có mẫu người lớn rồi nha. Sao cho biết bao nhiêu tháng? Chị Hữu Nghĩa ơi, em có mẫu người lớn, mẫu khác nữa ạ. À. Không bụi. Đó là mẫu người lớn cho em chị. Em nghĩ mấy cái mẫu mã 50 luôn. Phát phán có nha chị ơi. Đi phát phán có nha. Chiếc hốp nè. Hốp
lớp này 1 đến 3 tuổi này. 1 đến 3 tuổi nha, không anh chị em mã 5 đi ạ. Mã 5 thì có kẻ vàng này. Kẻ đỏ này. Kẻ đen này. Mã 5 nha, 1 đến 3 tuổi hip hop này, mã hip hop nha. Ta kẻ xanh rồi này, cái này kẻ xanh rồi nha. Tay mũ người lớn này, cái này 12 tuổi đến người lớn này. 12 tuổi đến người lớn này. Xong mà chị em thô cắm đi ạ. À. Thô cắm nha. Thô cắm này. Xanh này. 12 tuổi đến người lớn nha. Xong mà xanh này. Xám này. Xám nha. 12 tuổi đến người lớn luôn ạ. À. Mã 1 này. Mã 1 kia màu chị em ạ. Mã 1 em có màu đen và màu xám này. Đen và xám nha. Sao này 12 tuổi lớn người lớn luôn này. Sao nha. Sao này có xám này. Xám nhạt, xám đậm này. Và màu đen này. Những cái mẫu này 12 tuổi lớn người lớn nha. Đây mã 2 đi, xong rồi dêm mã 2 nè. Biết tay 4, 5 tuổi, đợi em một xíu chị Ngọc Anh ơi. Đợi em một xíu like, cái này xíu là 3 bên trai 4 tuổi cho chị xem nha. Tay thôi cắm đây ạ. À. 12 tuổi đến người lớn nha. Hàng 3 cấp của mọi người không mua đâu ra, cái giá 35k như em cái mẫu ở đâu ạ. À. Biết trai 4, 5 tuổi. Đây 3 đến 6 tuổi đây ạ. À. 3 đến 6 tuổi đây nha chị. Chị Ngọc Anh ơi. Fuxi này. Fuxi này có đen và trắng này. Fuxi có đen và trắng này không mình Fuxi. Người lớn và con nít luôn chị ơi, có cả người lớn và con nít nha. Có cả người lớn và con nít luôn ạ. À. Không mình chị em Fuxi kìa màu đen và trắng này. Boy này. Boy này 3 đến 6 tuổi này. Boy này đeo mà trắng luôn này, không mình boy kem màu cho em này. Boy kem màu cho em nha. New York này. Có Doraemon chị ơi, Ngọc Anh ơi, có Doraemon. New York, Doraemon đây, đây là 4 tuổi đây. Xanh đi đó. Doraemon đây ạ, à. Doraemon gì chị gì? Chị Ngọc Ánh ở Doraemon đây, Doraemon 4 tuổi mẫu này này. Có mẫu bình thường của người lớn không phải lớn không? Có chị ơi, đây Doraemon người lớn, em mẫu người lớn bình thường có mẫu đây cây thôi ạ. À. Đây cây nha. Đây cây này người lớn đòi có thể đòi cặp hoặc đòi gia đình vẫn được nha, đòi là bố mẹ đòi chung vẫn được. Đây ạ. À. Có anh dưa hấu này. Cái này nhỏ, tháng. Cái này nè. Còn gì cái hồng đi vô à? Cái đó là to đấy. Đây này, dưa hấu này. Táo này. Và chuối này. Nha không mình chị em. Đây mẫu người lớn nha mọi người, người lớn này. Có cái mũ tròn rồi nha, mũ tròn người lớn rồi này. Đây ạ, à, mọi người có thể đòi đôi vẫn được nha. Đó đôi vẫn được này. Người lớn này nha. Chụp ra coi hả? Chị. Tắt like nha mọi người. Ai cần gì thì inbox đi em nha. Ai chọn thêm cái gì thì inbox đi em nha khách ơi. Tắt like nha. Thank you.